Ok, xin chào anh em nhé. Bữa nay sáng nay mình lấy con này đi gác anh em ơi. Mình hôm nay tiếp tục lấy cái hai cái mẹ này đi anh em nhé. Thì vẫn chưa dương lục đâu. Thì mình cho nó bắt nếu mà có buổi cho nó bắt bằng cái này, bằng hai cái mẹt này. Thì nếu mà buổi mà nó có nhảy vô đây á thì nó chưa có dính, thì nó buổi nó sẽ chạy, thì nó thấy cái mẹt ăn nó sẽ nhảy vào mẹt ăn nhá. Còn là cái này con này mình đi tập thôi anh em ạ, đi tập đồng thời test cho anh em xem. Có một số anh em dặn để lại chia lại, nhưng mà do nó chưa bắt được buổi á, đâu ra mình không dám hứa với anh em đâu. Thì nếu mà nó bắt buổi được á, thì mình sẽ chia lại cho anh em chơi. Đấy, con này là con chim truyền, chim buổi lên á. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi ha. Tí tới nơi mình sẽ quay cho anh em xem. Nếu mà có buổi thì mình sẽ úp lên cho anh em xem ha. Bắt được hay là nó bắt bằng cái mẹ này. Chứ còn mình thả đất nhưng mà tập đất nhưng mà không có dương đục nha anh em nhé. Từ đây mình sẽ quay cho anh em xem. Đây mình đây mình để đây anh em ơi. Hồi nãy đi cái điểm kia trời kiến vàng quá trời luôn anh em. Nó cắn. May mình phát hiện sớm. Không có là nguy hiểm anh em. Kêu đi. Kêu. Kêu. Không, nó không dám kêu đâu, may nó vẫn còn kêu anh em ạ. Để xem nó còn phải không. Ôi giời ơi, đi gì để điểm toàn kiến vàng không. Thôi mình để đấy nha, nó sợ nó kiến vàng cắn nó đau tung xước hết một miếng mặn mặt kìa. Kêu đi, kêu, kêu đi, kêu. Thank you.
Con bị bịp chưa xuống mới dính con bói cá anh em. Mình ra con bội kia nó bay mất rồi. Chi vô làm gì?
bối nó chạy mất rồi. Bối sợ chạy mất rồi. Thank you.
Thank you.
Đấy, đi điểm kia trời ơi, kiến quá trời luôn. Cắn ông chạy toán loạn luôn anh em. Bối nó xuống đâu. Rồi, cho nó nghỉ anh em ơi. Không. Con này nó không sợ gà. Có chị chặt chuối. À, con bối trên kia. Đó, bay qua mình đấy. Cho nó về đây. Đó, kêu bụp bụp kìa đấy. Ngay đây này.